Chào toàn thể anh em. Đấy, mình tiến hành chăm sóc mắt xéo. Đây chú chỗ anh em nhé. Đây chú chỗ này mình tranh thủ bắt tí buổi tối là có đó. Con mắt xéo lo này nó chưa ăn được cả con anh ạ. Phải cắt bỏ cái chân sắc của nó đi, chân và cánh, xong mình cắt thành miếng thôi anh em nhé. Cái việc mà cho ăn mồi tươi như thế này thì mỗi ngày mình chỉ cho ăn có một lần thôi các bạn, một bữa thôi. Đây đang vào buổi sáng, buổi sáng mình bận khi mình tiến hành vào buổi chiều. Còn cái phần thức ăn chính của nó là cám, cám mảnh dành cho gà con ấy. Các bạn đợi mình một xíu, mình cắt xong rồi mình chăm sóc này. Buổi sáng mình rảnh chăm sóc cho cả mắt xéo và cung núm ăn mồi tươi luôn vào buổi sáng. Cung núm thì là lớn rồi, tí mình ra quay cho các bạn xem. Cái dòng này có thể mình chăm sóc bằng sâu, bằng dế, châu chấu, hơn nữa nó là dòng gà lướt. Có thể các bạn cho ăn bằng giun cũng được, những con giun nhỏ nhỏ, những con giun nó cũng cực kỳ nhiều chất đạm luôn. Đây, không để cho mọi người phải chờ đợi lâu, giờ mình đã cắt xong, tiến hành ra cho mắt xéo ăn anh em nhé. Đây các em nó còn nhỏ thì mình vẫn nhốt ở cái lốp như này. Đây là cái khay nước, trước khi ăn mình đặt vào đấy cho các em nó tắm tát sạch sẽ. Đây là cái phần cám còn lại, nó ăn cám khỏe lắm anh em ạ. Trong đàn này tự dưng có con nó nhát hơn cả. Đấy, giờ nó mới ngấp nghé ra rồi anh em ạ. Xong rồi nó sẽ phải dặn hết. Kiểu mình cho ăn mồi nó kiểu vừa tới đủ chất, không cho ăn no ăn bậy. Thời gian nữa lớn lớn là khô lông ấy, thuần hết. Cái con đấy kiểu rát, ăn được cái phần ít hơn. Đâm ra nhìn nó cũng không có sức lực bằng bốn cái con như này. Trông nó cũng khác hơn cả nhá. Chỉ ăn khẩu phần thiếu hơn một chút so với bốn cái con dạn hơn này một xíu, mà nhìn nó khác hẳn luôn. Đấy, các em nó giờ kiểu lớn khỏe ăn nhanh lắm. Nếu một con nào chậm một xíu là sẽ hết phần ngay. Nên mình cắt trung bình mỗi con hai chú chấu nhá. Cho ăn thế thôi, mỗi con một hai miếng là đầy đủ dưỡng chất anh ạ. Còn đâu phần lớn này cho nó sống bằng cám công nghiệp, sau này mình chăm sóc nó dễ hơn. Mình thì còn chưa tìm hiểu được biết cái dòng này nó có biết ăn thóc không. Nếu mà các em nó là dòng ăn thóc, có thể mình chuyển nó cho ăn thóc. Ăn thóc nó sẽ khỏe ăn chim hơn anh ạ, so với ăn cám công nghiệp. Thì thoảng mình cho nó ít mồi tươi, còn phần lớn là ăn thóc. Như cái con gà nước kia thì mình đã cho nó về cái phần ăn chính của nó là con ăn thóc, không dùng cám công nghiệp. Thì thoảng cho ăn ít mồi tươi thôi. Để tí nữa ăn xong rồi bây giờ mình quay ra mình quay cho anh em xem cái khổ phần ăn của con gà nước này. Rồi bây giờ đưa anh em ra để xem em gà nước nhé, về cái nguồn dinh dưỡng của nó cũng như cái độ phát triển của em nó. Em nó mới mua về phá kinh lắm, ăn han châu chấu này nhá. Giờ dạn rồi, mà thọc tay vào nó còn muốn mổ cả người luôn đấy. Nhử nhử cho anh xem. Con này nhất định mùa sau là sẽ sung sẽ lên, béo lục luôn anh ạ. Lúc bắt về nó gầy, nông sơ xác. Giờ mồi mình cho ăn nó không phải nhiều, mỗi ngày ăn châu chấu này. Mà phần ăn chính của nó là thóc. Cái cặp này hôm mình bắt về mình bắt nó đuôi, muốn chống vào một con mái. Về con mái kiểu nó rát hơn, nó phá thế là trên con máy và quả mỗi con trống nhỉ. Thầy giờ để lấy cái băng thóc vào xem ăn hết cho anh em xem, ăn bằng thóc khô luôn. Giá như nó mà còn một trống một máy mà mình thả vào AV này, các em nó sinh sản đấy nhỉ. Dòng này nó cũng dễ. Đây này anh em nhìn này, đấy, toàn bộ ăn bằng thóc khô này. Để mình mở cái cửa này ra quay cho em xem cả máy luôn nhá.
Ngày trước mà mới bắt về mà thọc cái máy vào quay như này thì chạy mất hình luôn. Người đến gần nữa chạy. Giờ đúc máy vào quay thoải mái. Nhiều lúc còn muốn mổ người luôn. Trong này giờ em nó béo lắm, nung mượt bóng rồi nhỉ. Quay chia sẻ cho em à, xem cái đàn mắt sáu con gà lướt của Nhân nhá. Đây là mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại anh em vào những cái buổi sau mình chia sẻ tiếp về sự phát triển của mắt xéo cũng như cung núm này.